Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dán miếng dán UV bảo vệ màn hình cho Galaxy Note 10. Điều đầu tiên, chúng ta phải làm sạch màn hình trước khi dán. Bước 1, ươm miếng dán vào màn hình Galaxy Note 10. Chúng ta sẽ ướm sao cho miếng dán vừa khít với màn hình Samsung Note 10 nhất. Bước 2, đẩy lớp đế bảo vệ dưới màn hình ra. Chúng ta sẽ lấy miếng gạt chuyên dụng để đẩy hết hai lớp đế dưới miếng dán ra. Trong quá trình dán, nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng để lại bình luận ở phía dưới video để chúng tôi được biết. Bước 3, miết đều các góc cạnh góc miếng dán UV. Bước 4, sấy đèn UV cho miếng dán màn hình. Ở bước này, chúng ta sẽ sấy đèn UV để cho miếng dán trở nên cứng cáp hơn. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng từ bên shop, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline và địa chỉ hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.